góc đường Cách Mạng 8 với Phạm Văn Hai, ngày xưa là Lê Văn Việt với lại Thoại Ngọc Hầu, là ngã ba Ông Tạ. Sáng ngày 23 tháng 5 2018 ấy. Mấy tiệm bánh trà từ xưa đến nay vẫn còn y nguyên à. Quẹo phải là vô chợ Ông Tạ gì. Đây là cái hẻm tắt từ ngã ba Ông Tạ đi qua chợ Nghĩa Phát, Nghĩa Hòa. Yeah.
đây là đường Tứ Hải, phường 6 Tân Bình. À, gần tới Phật Đản đi ngang các chùa treo cờ, chùa Vĩnh Hòa. Đây là đường đất thánh gì. Bên tay trái là chợ Nam Hòa. Dừa Bến Tre vậy, dừa xiêm bao ngọt 15.000 đồng trái. Đây là đường Bắc Hải, cư xá Bắc Hải. Thank you, hẹn gặp lại dì Lý tiếp theo. Goodbye.